Mũi giữ một vai trò rất quan trọng trên khuôn mặt con người. Dù cho tai, mắt, miệng có hài hòa đẹp đẽ đến bao nhiêu mà mũi xấu xí, lệch lạc thì khuôn mặt cũng xem như là bị phá cách. Trong nhân tướng học và xem tướng phụ nữ, các chuyên gia tướng học nhận thấy rằng có 3 tướng mũi được xem là phú quý, phúc tướng, phúc tài. Đặc biệt, phụ nữ nào sở hữu một trong 3 tướng mũi này thì cả đời không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời thì ai cũng mong mình sẽ có được một cuộc sống giàu có, sung túc và bình yên. Tuy nhiên không phải ai sinh ra cũng được hưởng nhiều may mắn. Có những người thì phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở mới có được cuộc sống như mong ước. Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp, ngày tháng, năm sinh thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có nhiều người khi mà sinh ra được trời ban phúc tướng, không cần biết họ sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn như thế nào, mà chỉ biết rằng chỉ cần sở hữu những phúc tướng này thì cuộc sống sẽ ấm no, hạnh phúc. Trong nhân tướng học có 3 tướng mũi được xem là phú quý, phúc tướng, phúc tài. Đặc biệt, nếu phụ nữ nào mà sở hữu một trong 3 tướng mũi này thì cả đời không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Cuộc đời dù có nhiều cột mốc khó khăn mà chúng ta phải vượt qua, nhưng đối với những người sở hữu tướng này thì sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố, càng làm việc thì càng gặp may mắn, hậu vận không những sung túc mà còn hạnh phúc viên mãn. Cùng xem đó là những tướng mũi như thế nào nhé. Đầu tiên đó là tướng mũi sư tử. Trong nhân tướng học, mũi sư tử là tướng mũi rộng lớn, đầu mũi và hai cánh mũi to hơn những mũi bình thường và to hơn hẳn so với những bộ phận khác. Nhiều người thì không thích có tướng mũi như vậy vì sẽ làm mất đi thẩm mỹ và cảm giác gương mặt không được đồng đều cân đối. Tuy nhiên thì trên thực tế đây là tướng mũi trời ban, sẽ có được nhiều may mắn phúc đức. Những người sở hữu tướng mũi sư tử thông thường rất quyết đoán trong công việc, có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Càng lớn tuổi, những người này sở hữu tướng mũi này thì sẽ gặp được nhiều may mắn và phước lành. Họ không những được ngưỡng mộ kính nể mà còn có cuộc sống cũng như là quyền cao sức trọng. Đặc biệt, đối với phụ nữ sở hữu tướng mũi này thì được xem là phúc hậu hơn bao giờ hết. Họ có khả năng gánh vác việc nhà lẫn việc xã hội. Ngoài ra thì còn có khả năng quán xuyến mọi việc từ trong ra ngoài, gia đình vào. Gia đình nào có người phụ nữ này trong nhà thì xem như phước đức mấy đời. Thứ hai đó là tướng mũi mật. Trong nhân tướng học, mũi túi mật có đặc biệt là đầu mũi tròn đầy, phần gốc mũi hơi hẹp, phần sống mũi cao và đến chóp mũi thì tròn trịa thành một cục tròn lớn, trông như túi mật. Nhiều người sở hữu tướng mũi này đều cảm thấy không thích và nó làm cho gương mặt của họ không hài hòa. Tuy nhiên trên thực tế, đây là tướng mũi có số phú quý bẩm sinh. Những người sở hữu tướng mũi này nếu không thành đại gia thì cũng có cuộc sống đủ đầy sung túc. Ở những năm đầu đời, những người sở hữu tướng mũi này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng càng về sau, phúc tài của họ càng dồi dào, bất kể làm việc gì cũng được nhiều lợi nhuận. Đặc biệt khi bước vào hậu vận, những người có tướng mũi này không những có tiền mà còn có quyền. Việc sở hữu cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm này. Những người này thì thường yêu thương gia đình và sẵn sàng lo cho người thân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đủ đầy. Mũi rồng. Trong nhân tướng học, đặc điểm của mũi rồng chính là có sống mũi cao, thẳng, đầu mũi tròn đều, lỗ mũi nhỏ và khá kín. Những người này sở hữu tướng mũi này thì thường có tính tình ngay thẳng, làm việc chăm chỉ, chu đáo và cẩn thận. Họ luôn có trách nhiệm với công việc của mình và hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Người sở hữu tướng này thuở ban sơ có chút vất vả, nhưng khi vượt qua được mọi khó khăn thì hoàn toàn thăng hoa rực rỡ. Đây được coi là tướng mũi phú quý nhất, không những giàu có mà còn nắm trong tay nhiều quyền lực. Mỗi câu nói của họ đều có ý nghĩa quan trọng nhất định. Người nào sở hữu tướng mũi này phải cảm thấy may mắn vì hậu vận sẽ gặp nhiều may mắn, cả đời tài vận hanh thông, phúc tài phúc lộc thập toàn thập mỹ. Đối với phụ nữ, tuy rằng nhiều người không thích tướng mũi này, nhưng nó lại là phúc tướng trời ban, giúp có được cuộc sống giàu có viên mãn, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị chỉ điểm mặt ra 4 trong số 12 con giáp khi có những đặc điểm trên càng có may mắn trong năm 2020. Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu trong phần 1 thì trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vào năm 2020, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không biết để nắm bắt thì cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này đó là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có. Bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra thì thái tuế là Tý thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự hỗ trợ giúp đỡ của trưởng bối với con giáp này. Đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc là tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận. Vậy nên tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho người tuổi Dần năm 2020. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cầu hung tình chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay là chó để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh. Song bản mệnh cũng đừng quá là chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Mệnh chủ tuổi Thìn tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu rơi vào những đặc điểm trên sẽ năm Canh Tý tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp cho những ngành nghề như là văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh cho năm 2020. Còn về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy và chính bài tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính bài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay vận tài lộc tương đối hanh thông, mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình. Những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Còn về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng văn tinh,
cho nên năm nay dễ bị những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến sức khỏe không được như lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an, mạnh khỏe, may mắn. Nếu như có vật nuôi trong nhà cũng cần phải chú ý đến sức khỏe và vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra thì hãy luôn mang theo bên mình bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Và tiếp theo là mệnh chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của những gia chủ tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên thì có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa thải tứ thải cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế, tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tí và Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển, vì vậy mà năm canh tí 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao. Các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực. Tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ còn giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc diệm. Vậy nên hãy luôn mang bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ, sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm thì chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên thì trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Là việc chăm chỉ nhưng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và có cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Mệnh chủ tuổi Thân, tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, thái tuế tí thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp thì có lợi chính là tam hợp với chi năm. Hơn nữa, thái tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được thái tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt. Chỉ cần cố gắng, có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều.
Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của thân. Một vài người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho tuổi thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp thân, mệnh chủ tuổi thân có vận thế không tệ. Trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức kinh doanh, mặt tình cảm trong cuộc sống có nhiều sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia sẽ xuất hiện, không nên nóng vội. Năm nay mệnh chủ tuổi thân hợp với thái tuế, cơ hội rất nhiều. Tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin, kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị được thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong